Dạ thưa sư, cho con hỏi cây cỏ ven đường, ví dụ như bông trang do nhà nước trồng mà mình hái lá hoặc hoa, như vậy là mình có phạm giới trộm cắp không? Vì mình muốn xin cũng không biết xin ai. Quý vị làm sư nhớ ở trong Tạng Luật á, thì có lần ở nhà vua nói là cây cây cối thì các sư thì có quyền lấy để mà xây chùa, xây cốc. Thì khi mà các vị sư đó nói nghe như vậy á, thì mới hè nhau ra đi tới kho của nhà vua đó, rồi khiêng ba cái gỗ gỗ quý, gỗ cẩm lai, rồi cầm các thứ về xây cốc. Thì nhà vua thấy ủa sao, tới hồi kiểm kho theo sau gỗ đâu hết trơn rồi, thì mấy ông quan nói là mấy ông sư tới nói là vua cho nên là tới lấy. Thì ông vua mới tới phàn nàn với Đức Thế Tôn. Nhà vua nói: thưa Thế Tôn, lúc mà con nói gỗ cây cối thì chư tăng có mấy sư thì có thể dùng để xây cất, thì khi con nói như vậy là con nói cây ở trong rừng á, chứ con không nói cái cây ở trong kho của con. Thì nhân sự kiện đó thì Đức Thế Tôn ngài mới quở trách các vị tỷ kheo. Thì như vậy á, chúng ta có thể suy ra là nếu như mà cây cối nó kiểu như cây ở trong rừng thì nó coi như là người ta không có cái sở hữu, hoặc là người ta không có tuyên bố quyền sở hữu, thì khi đó mình có hái thì cũng chả ai nói gì. Nhưng mà những cây nó đã xác định chủ sở hữu rồi thì mình không được phép hái. Nhớ điều đó. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.